Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình cột đọt vô cái cần đọt khí tinh này các bạn ha. Cũng có nhiều anh em hỏi mình ha. Thì đây là một cần anh em ha. Thì cái đọt nè, đầu tiên các bạn cứ kiếm con dao, các bạn cạo cái khúc trên này các bạn ha, cho nó có cái độ nhám tương đối các bạn. Sơ sơ thôi, không có cần làm kỹ các bạn ha. Rồi về là ok các bạn ha. Là các bạn sử dụng cái dây này để mình cột đọt các bạn ha. Dây này thì ở ngoài mấy cái tiệm đồ câu đó, bán rất là nhiều. Còn các bạn không có thì các bạn mua cần là mình sẽ tặng các bạn luôn ha, thoải mái. Được. Kế đến là các bạn cắt cho mình một khúc dây dù ha bạn ha. Dây dù này mình xài dây 0.5 nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ luồn cái cọng dây dù này qua cái cọng dây đọt này. Đó. Kiếm hới kéo nó qua các bạn, cái này đơn giản. Rồi vậy là xong, chừa cho nó khúc trên này đi. Rồi bây giờ mình luồn ha, nè các bạn luồn nó vô vậy, vô cỡ chừng một phân là được các bạn. Rồi vậy là ok nè các bạn ha, mình quay hơi chá các bạn thông cảm. Rồi bây giờ mình cột thôi, nè các bạn xem nha, nè các bạn thấy mình quấn không, quấn từ trên quấn xuống ha bạn ha, bạn quấn cho sát tay chút. Quấn càng nhiều càng tốt thôi, thông thường là mình quấn cho các bạn là mình quấn cỡ 20 vòng. Rồi luồn nó qua cái lỗ này vậy là xong, nắm cái đọt này kéo lên. Rồi vậy là cứng rồi đó. Rồi chưa, dạ yeah, chưa. Rồi xong rồi, các bạn xài keo keo dán sắt các bạn, keo 502 bình thường thôi, mình dán nó lại vậy là cứng thoải mái luôn các bạn ha. Cá 45 kg mình cho nó kéo thoải mái luôn á. Rồi vậy là xong một cái đọt này các bạn, cắt bỏ phần dư này đi. Rồi còn cái đợt cái cọng dây trên này để cũng được, cắt cũng được các bạn ha. Vậy là xong một cái đọt rồi, nó rất là đơn giản anh em ha.